Tuttiyampi Sangkham Saranam Gacchami Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami Tatiyampi Sangkham Saranam Gacchami Pañcaśīlāni Pāṇātipātā Vīramāṇī Sikkhāpadaṃ Samādiyāmi Anindādāna Vīramāṇī Sikkhāpadaṃ Samādiyāmi Kāme Suvacchācārā Vīramāṇī Sikkhāpadaṃ Samādiyāmi Musāvādā Vīramāṇī Sikkhāpadaṃ Samādiyāmi Sura me rayama chapa matatana Vairamani sikha parang samadhyami. Dhammadasana ya chanagata Dhamma chaloka tipati sambati Katam chale adhivaram ayajata Sampima sapa parajak kacatika Desetu hamam adukam bimam pacam Sattama helim vinayam jakayam Sutam japantam afitamma jaman Apo sayam to Jatuh saja dalam dang bapu tanaye parisaya macje ewang sambati rama kagawan tang ayah jatuhunoi pawena tangbunong karunena tiwa saja tanha kutaya padena mira dalam Sato gato pancha wakya rayo Neye aman paye si thammato Tato bapu ti sambutho Anuna amare sanam Maka waksa niye se si satanam Atta sitatam Tegna satu ayo Pante desetu amare sanam Sapadita parisaya anukampam bikatawe Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sanghaya Tập thể lớp vi diệu pháp cơ bản Xin đăng nghiêm thân khẩu ý Thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ các vị trưởng lão đáng tôn kính, còn tại thế hay đã quá vãng, đã có công trình bá dạng dạy giáo pháp, nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sinh thì nhân lành kỳ dựng các lớp học, công phu biên soạn về những bài giảng giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui và mọi thành tựu viên mãn cho thầy Hoàng Đạo. Bằng từ trước lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc và tiết kiên thiệt tất cả các ngũ trong room. Xin hâm mộ, bày tỏ lòng hâm mộ cũng như sự tán thán đối với công phu biên soạn những bài học được ghi lại thành tập của sư tỷ Châu Nguyễn là giáo trình vi diệu pháp cơ bản phần sách pháp phần 2. Nguyện cầu cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp, nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc vượt thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày Chủ nhật 30 tháng 8 năm 2020 là buổi học thứ 92 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy hoan hỷ lên lớp. Xin chúc cho các bạn có thêm một buổi học thật nhiều sự chánh niệm và lợi lạc.
Nam mô Bổn Thầy nhá, Nam mô Tham Ma nhá, Nam mô Sang Khai nhá. Rồi, thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục buổi học thứ 92 ha. Ok. Rồi, trước khi vào học, chúng ta cùng nhau đảnh lễ toàn bộ công tắc. Arahant Samma Sambuddho Bhagava Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādayami. Svakkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi. Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namāmi. Samma Sambuddhamatulaṃ Sasattham Angaduttamaṃ Abhivādayami. Tôi xin thành kính đảnh lễ đấng toàn giác vô song, giáo pháp tối thượng và giáo hội chúng tăng cao quý. Chúng tôi xin nói về những gì chứa đựng trong vi diệu pháp. Rồi, hôm nay chương trình chúng ta cũng như thường lệ đọc Pali, rồi sau đó chúng ta đi vào bài học. Thì hôm nay mình đọc đoạn 1, đoạn 2, mình post lên đoạn 1, đoạn 2 nha Tiệp. Đọc đoạn 1, đoạn 2 xong, sau khi mà đọc hết rồi đó. Rồi, ai tình nguyện anh Phúc hay là ai đó tình nguyện lên đọc cái bài học vừa rồi á. Lên trình bày lại cái bài vừa rồi tới cái đoạn mình học xong đó đó. Đọc lại cho nó có một cái thứ tự như vậy ha. Rồi, ok. Rồi, xin mời quý vị quan hỷ cùng nhau lên đọc Pali nha. Xin chào thầy, xin chào tất cả. Phúc xin đọc bài. Phân loại đối tượng. Ati ma hành tăng, ma hành tăng, pari tăng, ati pari tăng, cha ti bành cha đò rề, ma nô đò rề. Quy phù ta ma quy phù tăng, cha ti chát thà. Đối tượng được trình bày theo 6 hình thức như sau. Ngang qua 5 môn, rất lớn, lớn, nhỏ và rất nhỏ. Ngang qua ý môn, rõ và không rõ. Chích tá quỳ thí, lộ trình tâm. Bành chá đò ra quỳ thí, lộ ngũ môn, các thằng. Úp và đất. Tifa Pagawa Sena Khanapta Yan Eka Chitta Khanang Nama Panipana Sattarasa Chitta Nani Rupa Thamma Nama Yuk Yuk. Như thế nào? Một sắc na tâm gồm có 3 giai đoạn: sanh, trụ và diệt. 17 sắc na tâm như vậy là tuổi thọ của các sắc pháp. Ê các chích tắc khác. Nà tì tà như hòa. Bá hù bá hú chích tá. Khá nà tì tà như hòa. Thí tí bà tà nề quá. Bành trà lầm bá nà như bành. Chá đò rệ à bà thàm. À gác chát tí, gác chành tí. Năm đối tượng vật chất nhập vào tâm theo con đường của năm môn, cửa giác quan. Lúc ở giai đoạn tịnh,
khi một hay nhiều chập tư tưởng vừa trôi qua. Tasma và giá lý e các chính tác khá là ký ca tăng ký ta căng rù bà rầm mà ngăn chắc khuất xá à bà thầm à gắt chá tí ta tổ viết khá tùng phá hoành ghề chá lý tề phá hoành ra sổ tăng quốc trình đi tòa ta mề quá rù bà rầm má năng à quát chèm tăng bành chá đò ra quát chành ná chít tăng u bát chít tòa ni rút chá tí ta tổ tát xà nành ta rằng ta mề quá rù bằng ta sàn tăng chắc khu huỳnh nhà năng sầm bá chít chàn tăng sầm bá chít chá ná chít tăng sàn tì ra giá mà năng sàn tì ra ná chít tăng quá 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 quách tha bàn tăng quách tha bá ná chít tăng chà tí giá thà giá thách ca mạng u bát chít tòa ni rút chàn tí do đó tiến trình diễn tâm tiến trình tâm diễn tiến như sau. Ví dụ như một đối tượng của nhãn quan vừa qua một chập theo đường của mắt, khi đó tâm phá quan ra rúng động trong một chập rồi diệt chấm dứt dòng phá quan ra, liền sau đó ngũ môn hướng tâm phát sanh và chấm dứt sự hay biết chính đối tượng của mắt đó. Tiếp theo là những chập tư tưởng sau đây tuần tự phát sinh và chấm dứt: nhãn thức nhìn thấy hình dáng của đối tượng, tiếp thọ tâm thâu nhận hình dáng ấy, quan sát tâm quan sát hình dáng ấy, xác định tâm xác định hình dáng ấy. Xin hết. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Ta sẽ đọc bài tiếp. Ta tô bá răng Ê Cù nát Tình xa ca Mà quá chá rách chá Quá quá nề Chú dằn tình trí lát phá bắt cháy dần về khuy về ná sát tắc khá tùng chá quá tí chá quá nà nu bàn thà lý chá đề ta đà ràm má ná bà cà lý gia thà ta hằng ta quá tàn tí ta tồ ba rằng phá hoàng giá ba đồ. Tiếp theo, một trong 29 dục giới, tổng tốc tâm do nhân duyên chi phối, phần lớn tồn tại đến 7 sát na. Theo sau tổng tốc là hai đồng sở duyên, thập di mót, tùy theo mà khởi lên. Tiếp đến lộ trình chìm vào hậu kiếp, hết ta, quá ta, chút đá xá, chích túc bà đà, đề phá hoàng, gá cha lá nà, ní, búp bề, quà tì, tác ca mề, cá chích tắc khá nàn tí, cá tòa, sát ta ra xá chích tắc khá nà, ní bá rí bù, rề tí ta tô ba răng ni rút chá tí à làm ba ná na mê tăng a tí ma hàn tăng na ma gô chá răng. Như vậy, một đối tượng
sống đầy đủ cho đến 17 sát na tâm, 17 tâm sát na. Sau khi được thâu nhận chậm đến một tâm sát na, tức là 14 tâm sanh ra ở trên lộ trình. Hai, sự rung động của hữu phần, sau đó tâm ấy diệt. Một đối tượng như vậy gọi là rất lớn. Và quá ta đa làm ba núp ba đa ba áp ba hòn ta ti ba cam a ba thăng a gia tăng a làm ba năng ma hàn tăng na má bát thá cha quá nà quá xà nê a hoàng gia bà tô quá hồ tí nát thí ta đà làm ba núp ba đồ. Một đối tượng được gọi là lớn nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi đồng sở duyên mót khởi lên. Đến cuối động tốc tâm, đối tượng ấy chìm vào hồn kiếp và đồng sở duyên tâm không khởi lên. Xin hết. Alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Thầy Kinh, kính chào các anh chị trong lớp học. Con xin đọc bài ạ, đoạn 1. Ati Mahan Tăng Mahan Tăng Barit Tăng Ati Barit Tăng Chà Ti Bành Chà Đòa Rề Mano Đòa Rề Quy Phù Tam Ma Quy Phù Tăng Chà Ti Chát Thà Quy Sa Giáp Ba Quát Quê Đi Táp Bà. Đối tượng được trình bày theo 6 hình thức như sau: ngang qua 5 môn, rất lớn, lớn, nhỏ và rất nhỏ, ngang qua ý môn, rõ và không rõ. Chít Ta Quỳ Tí, lộ trình tâm. Bành Cha Đòa Ra Quỳ Tí, lộ ngũ môn. Ca Thầm Úp Bà Đát Thi Ti Phao Hoàn ga wa se na kha na ta yang e kat tak kha nang na ma ta ni pa na sa ta ra sa chi tak kha na ni ru pa tham ma na ma yu. Như thế nào? Một sát na tâm gồm có 3 giai đoạn sanh, trú và diệt. 17 sát na tâm như vậy là tuổi thọ của các sắc pháp. Ê cách chít tắc khá nà tì tà ni hòa. Ba hú chít tắc khá nà tì tà ni hòa. Thi tiếp bát tà nề quá bành trà làm ba nà ni bành cha đòa rề. À bà thầm à gách tràn tí. Năm đối tượng vật chất nhập vào tâm theo con đường của năm môn, cửa giác quan. Lúc ở giai đoạn tịnh, khi một hay nhiều chập tư tưởng vừa trôi qua. Tas mà ya di e ka chit tak kha na ti tak kam ru ba ram ma nang chak khut sa a pa tham a gach chat ti ta to rik kha tung pha wan ge cha li te pha wan ga so tang chìn đít tòa ta mề qua rù bà rằm ma nặng à quách trền tầng bành cha đòa rà quách cha na chít tầng ốc ba chít tòa ni rút cha tí ta tổ ta xà nằn ta rằng ta mề qua rù bằng bát sằng tầng chắc hú quỳnh nhà nặng sầm ba tít trần tầng sầm ba tít cha na chít tầng sằng tì ra gia mà nằng
tằng tỳ ra na chít tằng qua quát tha bền tằng vốt tha ba na chít tằng trà tí giá thắt ca mằng úp bách chít hòa ni rút tràn tí. Do đó, tiến trình tâm diễn tiến như sau, thí dụ như một đối tượng của nhãn quan vừa qua một chập theo đường của mắt, kế đó tâm phá quan gá rúng động trong một chập rồi diệt chấm dứt dòng phá quan gá, liền sau đó ngũ môn hướng tâm phát sanh và chấm dứt sự hay biết chính đối tượng của mắt đó. Tiếp theo là những chập tư tưởng sau đây tuần tự phát sanh và chấm dứt: nhãn thức nhìn hình dáng của đối tượng, tiếp thọ tâm thâu nhận hình dáng ấy, quan sát tâm quan sát hình dáng ấy, xác định tâm xác định hình dáng ấy. Dạ, vậy là xong rồi ạ. Dạ, con đã đọc bài xong, con xin xuống mic ạ. Cảm ơn Đông Triều đã bút bài. Dạ, thân mời Minh Như. Hello, dạ sao Nguyên Như không có thấy boss gì hết anh Đồng Triều ơi. Dạ con xin kính đảnh lễ thầy kinh. Dạ con xin kính chào đạo tràng, Nguyên Như xin đọc bài ạ. À. Yeah. Tato bá rằng ê cù ná tình xá cà mà quá chá rá chá hoàn đề xú dằn kinh chí lách thá bách chá dằn dề phùy dề ná sách tắc cách tùm chá quá tí chá quá nà nú bành thà ní chá đuề tá đa đà rằm má ná bà cà ní giá thà rá hằng bá quách tành tí tá tù bá rằng phá hoành gá bà tù. Tiếp theo, một trong 29 dục giới tốc động, tốc tâm do nhân duyên chi phối, phần lớn tồn tại đến 7 sát na. Theo sau động tốc là hai đồng sở duyên, thập di, mót, tùy theo mà khởi lên, tiếp đến, lộ trình chìm vào hậu kiếp. Ết tà quá tà chút đá xá chít túc bà đà đùy phá hoành gá chá lá nà ní bút bề hòa tỳ tá cá mề cá chích tắc khá nành tí cáp tòa sách tá rá xá chích tắc khá nà ní bá rí bùn rền tí tá tồ bá rằng ní chút chá tí lầm à lầm bá nằng mề tằng á tí má hành tằng nà má gồ chá rằng. Như vậy, một đối tượng sống đầy đủ cho đến 17 tâm sát na, sau khi được thâu nhận chậm đến một tâm sát na, tức là 14 tâm sanh ra ở trên lộ trình, hai sự rung động của hữu phần, sau đó tâm ấy diệt, một đối tượng như vậy gọi là rất lớn. Và quá tá đà lầm bá nút bà đà bá ná ấp bá hòn tà tỳ tá cá mà bà thằng à gá tằng à lầm bá nằng má hành tằng nà má tách thá chánh á hòa quá xà nề phá hoành gá bà tù quá hồ tí nắp thí tá đà lầm bá nút bà đồ. Một đối tượng được gọi là lớn nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi đồng sở duyên mót khởi lên, đến cuối động tốc tâm đối tượng ấy chìm vào hộ kiếp và đồng sở duyên tâm không khởi lên. Dạ con đã đọc bài xong, Nguyên Như xin nhường mic cho việc kế tiếp. Dạ kính cảm ơn anh Đồng Triều đã post bài ạ.
Nam mô Buddha, Nam mô Dhamma, Nam mô Sangha. Con xin kính chào thầy, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Và con xin đọc bài tiếp theo. Phân loại đối tượng. Atip mahang tang mahang tang parit tang atiparit tang cha ti panchat duare man mano duare viputtama viputtang cha ti chatta visayapavati vedi tappa. Đối tượng được trình bày theo sáu hình thức như sau. Ngang qua năm môn rất lớn, lớn, nhỏ và rất nhỏ. Ngang qua ý môn rõ và không rõ. Chitta vi thiết lộ trình tâm. Panchadvara vi thiết lộ ngũ môn. Katham uppadatthiti Bhavan gavasena khanata nhằm ekacittakana khanang nama tanipana sattarasa cittakana ni rupadam manamayu. Như thế nào một sát na tâm gồm có ba giai đoạn sanh, trụ và diệt? 17 sát na tâm như vậy là tuổi thọ của các sắc pháp. Ekacittakha nati tani wa wa bahucittakha nati tani wa thiti pattane wa panchalampanani panchadware apatham gacchanti. Năm đối tượng vật chất nhập vào tâm theo con đường của năm môn cửa giác quan lúc ở giai đoạn tịnh, khi một hay nhiều chập tư tưởng vừa trôi qua. Tasma yadi ekacit khana na tik ta khang rupa ramanang chakusa apa tham agacchati tato dvikhatum banvange chalite chalite pavangaso tang vachin di tòa ta mê wa rupa ramanang avachin tang panchatva ra vachanang na chittang upachitva niruchati tato tasanang tarang ta mê wa rupang pasang tang chak khu viên nhà nặng sầm bát tích chân tầng sầm bát tích trà cha na chít tầng sầm tì sầm tì ra ya ma mà nặng sầm tì ra na chít tầng vát tháp vát quá vát tháp bền tầng vát tháp ba na chít tầng trà tí ya ta tắc cả mần upacittva niruchanti. Do đó tiến trình tâm diễn tiến như sau. Thí dụ như một đối tượng của nhãn quan vừa qua một chập theo đường của mắt, kế đó tâm bá quan gá rúng động trong một chập rồi diệt chấm dứt dòng bá quan gá. Liền sau đó ngũ môn hướng tâm phát sanh và chấm dứt sự hay biết chính đối tượng của mắt đó. Tiếp theo là những chập tư tưởng sau đây tuần tự phát sanh và chấm dứt. Nhãn thức nhìn thấy hình dáng của đối tượng, tiếp thọ tâm
thâu nhận hình dáng ấy, quan sát tâm, quan sát hình dáng ấy, xác định tâm, xác định hình dáng ấy. Ồ, như vậy là hết rồi phải không Đông Trường? Dạ, kính cảm ơn anh Đông Trường đã post bài giúp, và kính cảm ơn đạo tràng, con xin xuống bếp. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Ma, Nam Mô Sang Kha. Dạ, con xin kính chào Thầy Kinh, kính chào cả lớp. Dạ, con xin đọc bài. Đoạn 2. Taro ba rằng e ku nát tình sa ca ma wa cha ra cha wa nề su yang kinh chi lát thấp bắc cha yang về quý về na sát tất khách tùng cha quát tí cha quan na nu bằng thà ni cha đề ta đà ram mana bà cà ni yết thà ra hằng bao quát tàn tí ta tổ ba rằng phao hoàn yết phao hoàn giáp bà tô. Tiếp theo, 129 dục giới tốc động tốc tâm do nhân duyên chi phối, phần lớn tồn tại đến 7 sát na. Theo sau tổng động tốc là hai đồng sở duyên, thập di mót, tùy theo mà khởi lên. Tiếp đến, lộ trình chìm vào hộ kiếp. Ết tòa, ết tà vá tà, chút ta sa chít túp bà đà tuệ phá hoàn gá cha lát nà ni búp bề và tì ta ca mê ca chít ta khá ná tì ca tòa sá ta rá chít ta khá nà ni bà rì bù rèn tí ta tổ bà rằng ni rút chàn tí à lầm ba na mê tăng a ti ma hành tăng nà ma vô cha rằng. Như vậy, một số đối tượng sống đầy đủ cho đến 17 tâm sát na, sau khi được thâu nhận chậm đến một tâm sát na, tức là 14 tâm sanh ra ở trên lộ trình hai sự rung động của hữu phần, sau đó tâm ấy diệt. Một đối tượng như vậy gọi là rất lớn. Và quá ta đà lầm ba núp bà đà ba ná áp ba hồn tà tì ta cần à bà thần à gá tần à lầm ba nằng má hành tần nà má ta thác cha quá nà quá xà nề phá hoành gá bà tô quá hồ tí nát thi ta đà lầm ba núp bà đồ. Một đối tượng được gọi là lớn nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi đồng sở duyên mót khởi lên. Đến cuối động tốc tâm, đối tượng ấy chìm vào hộ kiếp và đồng sở duyên tâm không khởi lên. Dạ, con đã đọc xong. Con xin cảm ơn cả lớp, cảm ơn anh Đông Triều đã post bài.
ti chát à quý sa ya ta quát ti về đi tham bà tôi tưởng vừa tính phải theo sáu hình thức như sau: ngang qua năm môn rất lớn lớn, nhỏ rất nhỏ, ngang qua ý môn rõ và không rõ, chích tá quỳ thí lộ tình tâm, bàn chá đò ra quỳ thí lộ ngũ môn. Cách hằng út phá đá thí tí phá hoàn gá quá tế ná khá ná tá dần ê cá chích tắc tà nằng nà má tà ní bà ná tắc tá rá xá chích tắc khá nà ní rù bá thầm mà ná mà vú như thế nào. Một sát na tâm gồm có ba giai đoạn ngũ và diệt. Vậy sát na tâm như vậy cũng có của các sát pháp ê cách chích tắc khá nà tì tà ní quá 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 mô chích tắc khá nà tì ta ni quá quá đi đi quá ta nè quá bàn cha làm ba na ni bàn cha có lệ a ba thân a gặp chân đi năm đó tôi có thích bao tâm theo con đường của năm môn của nhất quán một bao trái đoàn thân thì một cái nhiều trong tương tương gia đình để cảnh chức tâm cá tí ta ngăn tu ba năm chắc tu ta hát ba thân gặp gia đình ta tố tí ta tâm bảo quản kế gia đình tế bảo quản kế tố thân quán chiến tí khóa ta mê quá tu
Dạ con đồng chiều kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin đọc bài đoạn 2. Tato parang eku natin saka ma wachara chawane suyang kinchi lap lap tha atchayang ye phi ye na satak khatam chawati chawana nupan tha ni cha đề ta đà rằm ma na pa ca ni yat tha ra hằng pa wat tan ti ta to pa rằng pa wa ga pa to pha gần qua pa to. Tiếp theo, 129 dục giới động tốc tâm do nhân duyên chi phối phần lớn tồn tại đến 7 sắc na. Theo sau động tốc là hai đồng sở duyên thập di mót tùy theo mà khởi lên. Tiếp đến lộ trình chìm vào hổ kiếp. Etta vata chut dasa chit tup ba da dwe pha wan gachalana nipup be va ti takame kachit takhanan ti katwa sattarasa chit tak khana ni pari puren ti tato parang ni chut chati a lam bana me tang ati mahan tang na ma go cha rằng. Như vậy, một đối tượng sống đầy đủ cho đến 17 tâm sắc na sau khi được thâu nhận chậm đến một tâm sắc na, tức là 14 tâm sanh ra ở trên lộ trình hai sự rung động của hữu phần, sau đó tâm ấy diệt, một đối tượng như vậy gọi là rất lớn. Và vata đà làm ba nấp bà đà ba na áp ba hồn tà tì ta cầm a ba thằng a ga tằng a làm ba nặng ma hàn tằng na ma tát tha cha quan na quá xa nghề pha hoàn gấp bà tổ quá hồ tí nát thi ta đà làm ba nấp bà đồ. Một đối tượng được gọi là lớn nếu được thâu nhận chậm hơn và không thể tồn tại cho đến khi động sở duyên mót khởi lên đến cú động tốc tâm, đối tượng ấy chìm vào hồ kiếp và động sở duyên tâm không khởi lên. Dạ con đã đọc xong, con xin xuống mít. Mô Bồ Tát dạ, Mô Tam Ma dạ, Nam Mô Sa Khai dạ. Rồi chắc đâu còn ai lên hả? Còn ai lên không thì cho biết đi. Khá là rồi, bây giờ mời anh Bá Phúc đi, anh Phúc lên đọc bài học kỳ rồi á. Cái bài mình học xong á. Đọc lại hết từ đầu cho tới cái đoạn mình học xong á, rồi mình tiếp tục đi vào đoạn tiếp. Rồi, mời anh Bá Phúc nha. Kính chào thầy, chào các lớp. Thì cái bài này nói chung là Bá Phúc cũng ghi lại. Cái bài này nó cũng khó, thành ra ghi cũng có nhiều khi cũng có thêm mấy cái phần cứu thêm, mình cứ ghi chú là cái thành đó nó cũng bị lẫn lộn, là có gì quý vị góp ý bổ sung thêm vậy ha. Lộ trình tâm chích táo quy thí, thì trong lộ trình tâm thì phần đầu tiên là giải thích về cái ý nghĩa của cái gọi là lộ trình tâm. Tìm hiểu lộ trình tâm là giống như lộ trình, một cái lối đi, một cái quy trình, một cái hệ thống diễn hoạt, một chuỗi
hay là một dòng chảy, nói chung lộ trình tâm. Mình hiểu cái lộ trình tâm có nghĩa là cái tâm thì nó sanh lên cùng với cái tâm sở, và chỉ có một tâm tại mỗi một thời điểm. Đó. Hay nói khác, mình hiểu là cái lộ trình tâm có nghĩa là không phải là 17 sắc na tâm sanh lên cùng một lần, mà chỉ có mỗi lần là một sắc na tâm tại một thời điểm. Mình hiểu vậy thì mình hiểu cái rõ cái lộ trình tâm có nghĩa là mỗi lần nó phát sanh lên là 17 sắc na tâm, nhưng mà mỗi một lần vậy thì một tâm chỉ sanh lên, nó chỉ sanh lên một tại một thời điểm thôi. Thì khi nắm được cái đó thì mình hiểu cái lộ trình tâm. Thì trong cái lộ trình tâm nó có hai loại, một là cái loại một lộ tâm là tâm ngũ môn. Thì trong cái một lộ tâm ngũ môn đó, có năm lộ nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, năm lộ. Và phần thứ hai là cái lộ là lộ ý môn. Thì lộ ý môn thì chỉ có một thôi, tức là tổng cộng là có sáu cái tâm lộ. Sáu tâm lộ đó có nghĩa là sáu cái lộ tâm, tức là cái lộ trình qua nhãn môn, lộ trình qua nhĩ môn, lộ trình qua tỷ môn, lộ trình qua thiệt môn, lộ trình qua thân môn, và lộ trình qua ý môn. Đó, có sáu cái lộ tâm như vậy. Thì trong cái phần một lộ trình tâm thì khi mà mình phân chia ra là sáu lộ tâm như vậy thì rõ ràng là nó có sáu thứ, tức là có gồm sáu môn, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý, rồi sáu thức, tức là nhãn thức, tỷ thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì sáu vật, nhãn vật, nhĩ vật, ý vật, tỷ vật, vân vân. Sáu vật rồi sáu cảnh, thì đó là cảnh, đó là cảnh sắc, tinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, cảnh pháp. Thì sáu lộ trình đó, tức là năm lộ ngũ và một lộ ý. Sáu diễn tiến cảnh, tức là những cái cách hiện bài, cách hiện bài của cảnh. Tức là cái trong cái cách hiện bài của cảnh, tức là cái cảnh, cảnh lớn, cảnh nhỏ, cảnh rất lớn, những cái phần đó thì cái cách hiện bài cảnh thì cũng rất là nó hơi khó hiểu. Thành tôi có ghi chú thích thêm thì cái cách hiện bài này, tức là nó không phải là những cái kích cỡ lớn nhỏ của cảnh, mà nó là những cái số lượng, những cái năng lực, những tác động vào tâm trí và nó tồn tại trong mùa lãi sát na. Ghi chú lên, tức là cái đó là cái số lượng mà tâm khách quan sanh lên từ lúc cảnh rơi vào vùng nắm bắt của môn giác quan cho đến khi sự hiện bài của cảnh đến cho tâm không còn nữa. Đại khái là ghi chú để hiểu. Thì cái sáu cái diễn tiến của cảnh, tức là những cái cách hiện bài. Thì cái lộ trình diễn hoạt của tâm thì tâm lộ trình vô tới cái phần lộ trình tâm, lộ trình tâm ngũ môn, tức là cái lộ trình diễn hoạt của tâm thường xuyên qua năm môn, lộ ngũ môn trong đó, tức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân môn. Đó. Thì theo tính chất của cảnh thì là số 4, tức là cảnh rất tốt, cảnh tốt, cảnh xấu, cảnh rất xấu, tức là có 4 loại dành cho 4 cái tính chất hiện bài đó dành cho cái lộ ngũ. Còn 2 cái tính chất hiện bài là cảnh rõ, cảnh mờ là dành cho lộ ý. Thì theo thời thì sẽ có 3 thời, là thời 1 là thời bình nhật, 2 là thời cận tử, 3 là thời trục sinh. Thì số lượng thời bình nhật thì có 75 lộ. Trong 75 lộ đó thì có cảnh rất lớn là 1 lộ, cảnh lớn là 2 lộ, cảnh nhỏ là 6 lộ, cảnh rất nhỏ là 6 lộ nữa. Tổng cộng là 15 lộ, nhân với 5 môn thì chúng ta được là 75 lộ. Số lượng lộ. Thì tính theo sát na tâm thì có là 100 lộ. Thì cảnh rất lớn là 3 lộ, cảnh lớn là 4 lộ, cảnh nhỏ là 6 lộ, cảnh rất nhỏ là 7 lộ, tổng cộng lại là 20 lộ, nhân với 5 môn chúng ta có là 100 lộ. Rồi cái lộ ngũ môn, cảnh rất lớn, chào thầy Bình Nhật,
thì có năm cửa ra vào trong năm môn mình, đó là nhãn nhĩ tỷ thân ý, nhãn nhĩ tỷ thân á. Thì những cái lộ này thì nó có đầy đủ bốn nhân tạo tranh. Thì cái điều kiện để cho lộ nhãn môn sanh lên tại mắt là có bốn điều kiện. Điều kiện thứ nhất là phải có thần tinh thị giác, có tinh nhãn. Thứ hai là có cảnh sắc hiện đại rõ ràng. Thứ ba là có ánh sáng đủ mạnh. Thứ tư là có cái sự chú ý. Sự chú ý là tôi cũng mở ngoặc là sự hướng ngũ môn, cái trong thực chất như khi để nhớ. Rồi bốn điều kiện để dành cho lộ nhĩ môn, tức là tại thức tại lỗ tai đó. Thì điều kiện thứ nhất là phải có thần tinh tính giác, tức là có tinh nhĩ, không có bị điếc hoặc là bị lãng tai. Thứ hai là phải có cảnh tinh, tức là phải có âm thanh, âm thanh nó phải rõ và lớn. Thứ ba là có không gian, tức là có khoảng trống không bị cách âm. Thứ tư là có sự chú ý. Thì hướng ngũ môn thì bốn điều kiện dành cho lộ tỷ môn, tỷ thức, tức là tại mũi. Thứ nhất là phải có thần tinh khí giác, tức là có tinh tỷ không bị biết mùi cái vậy. Thứ hai là có cảnh khí, tức là có mùi mạnh rõ. Thứ ba là có yếu tố gió, tức là gió đúng hướng, hay nói khác hơn là gió ở dưới nguồn gió nhận được. Thứ tư là có sự chú ý, tức là có phải tâm sở tác ý. Bốn điều kiện để dành cho lộ thiệt ngôn sanh lên ở lưỡi. Thứ nhất là có thần kinh vị giác, có tình thiệt béo. Thứ hai là có cảnh vị rõ mạnh, ví dụ như mình ăn mà thật là cay hoặc là thật là chất, hoặc ví dụ ăn thật nồng, ăn thật cay, thật ngọt, ví dụ vậy. Vị giác. Thì thứ ba là có yếu tố hướng, nước miếng. Thứ tư là có sự chú ý. Tiếp theo là bốn điều kiện để cho thân môn tại thân, là phải có thần kinh xúc giác, tức là có cái chỗ mà tiếp xúc là không phải là chỗ bị chai, bị tê. Có kinh thân tạm thời là được. Thứ hai là cảnh xúc lớn rõ mạnh. Thứ tư là yếu tố đất, có yếu tố đất, tức là có cái cứng, cứng mềm. Thứ tư là sự chú ý, đó là những cái điều kiện để những cái nhân cỡ sanh để cho cái lộ ngũ phát sinh lộ ngũ. Thì trong đó thì có phân ba ra cái cảnh là bốn cái điều kiện hiện bài đó, bốn cái điều kiện hiện bài. Bốn điều kiện hiện bài đó là cảnh rất lớn, là khi bốn nhân trời xanh mạnh lớn trời, cảnh lớn khi bốn nhân trời xanh không đủ mạnh, vừa rõ. Cảnh nhỏ là khi bốn nhân trời xanh yếu kém không rõ. Cảnh rất nhỏ là khi cả bốn nhân trời xanh với yếu kém. Thì một trong năm cảnh trần, thì tức là những cái khi mà cảnh ngoại soi chiếu thẳng vào một trong năm môn với sự tác động mạnh rõ và làm phát sanh lộ tâm lớn, rất lớn. Thì trong đó sẽ làm phát sanh bảy loại tâm cấp, là những cái loại tâm sanh lên, sanh khởi ngoài cái hậu kiếp, tức là tâm chủ. Thì khi cảnh đi vào, xúc chạm vào ngay sát na sinh của tâm hậu kiếp vừa qua, thì những cảnh sắc, thinh, khí, dị, xúc sẽ đồng sanh với hậu kiếp vừa qua, tiếp theo sau với hai sát na hậu kiếp, là hậu kiếp rúng động, hậu kiếp dứt dòng, rồi tâm cấp mới sanh lên.
thì hậu kiếp chín dòng còn được gọi là kiếp rúng động lần thứ hai. Thì có ba phương thức, một là chót na cảnh, hay là đồng sự duyên, hay là chót mót, tức là cái tâm cuối cùng của cái lộ trình tâm. Thứ hai là chót động lực, cháo quá ná, tức là không có na cảnh. Và thứ ba là chót hậu kiếp cách. Thì bài thầy giảng mới ghi được cái đó. Có ghi chú là hậu kiếp, tâm gìn giữ mạng sống, làm công tác gìn giữ mạng sống trong cái tâm hậu kiếp. Nói học cái đó, xin là còn bổ sung thêm. Như vậy chúng ta đã học sơ lược về cái cách trình bày của lộ tâm ha. Vậy nghe rõ không? Alo. Rõ không? Alo. Rồi, ok, bắt đầu mình đi tiếp tục ha. Rồi hôm nay mình chính thức mình vô sự diễn tiến lộ trình tâm năm môn cảnh rất lớn. Sự diễn tiến lộ trình tâm năm môn. Sự dòng cảnh rất lớn. Sự dòng cảnh rất lớn. Và giờ mình học cái cảnh rất lớn trước. Cảnh rất lớn. Lấy nhãn môn làm tiêu chuẩn. Lấy nhãn môn làm tiêu chuẩn. Rồi, tức là hôm bắt đầu chúng ta học về cái sự diễn tiến của lộ trình tâm, đi qua năm môn, tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, mà với cái cảnh rất là lớn. Bây giờ cảnh rất lớn này, mình lấy cái một cái làm tiêu chuẩn để mình học, mình hiểu được cái này thì mình sẽ hiểu được những cái khác. Tức là mình lấy nhãn môn để mà diễn đạt lộ trình tâm. Rồi xuống dòng một nhỏ chót na cảnh. Một nhỏ chót na cảnh. Có 17 sát na tâm như sau. Có 17 sát na tâm như sau. Vì thấy không, đọc được không? Alo. Thấy ha, ok, rồi. Rồi cái chữ H đầu á là hậu kiếp. Hậu kiếp là cái sắc na tâm hậu kiếp. Nó sanh diệt liên tục, giống như lúc mà mình ngủ mê say sưa, không có cái đối tượng nào vô đó, không có đối tượng nào ngoài vô, thì lúc đó tâm mình nằm ở trạng thái hậu kiếp. Thì cái chữ hậu kiếp ghi bằng chữ H ha, chữ H gạch cái cách chế quan cái là giữ đó. Rồi bắt đầu sắc na thứ nhất sanh là chữ V, là hộ kiếp vừa qua ha. Rồi để copy cái này cho quý vị có cái chữ để mà thấy ha. Đúng rồi, hộ kiếp là hữu phần á. Có cái hình gì rồi vậy? Chữ V là hộ kiếp vừa qua. Ati ta phá quan gá đó. Rồi mình xuống dòng ha. Bấm cho nó nhảy xuống dòng nha đều. Hộ kiếp vừa qua. Rồi chữ R là hộ kiếp rúng động. Phá quan gá chá lá nát. Rồi chỗ cái V là hộ kiếp vừa qua. Rồi R là hộ kiếp rúng động. Rồi vô cái mặt cười á, là chữ D đó, chữ D, hộ kiếp dứt dòng, phá quăng gấp bách chê đá, phá quăng gấp bách chê đá, hộ kiếp dứt dòng. Mấy cái chữ dứt tắt á, để mình lấy làm cái tiêu chuẩn để mình học từ đây về sau, lấy những cái chữ này mình biết ha. D là hộ kiếp dứt dòng. Chữ K là kháng ngũ môn, banh cha đoà ra quách cha ná, kháng ngũ môn.
chữ N á, mà nhãn thức, lấy nhãn thức làm tiêu chuẩn ha, nhĩ thức, tiểu thức cũng là thức đó, là mình lấy chữ N là nhãn thức, chắc khu huynh nhà nó. Rồi chữ T là tiếp thâu, xâm bất tích cho nó. Rồi chữ kia đó là quan sát, săn tia đó đó. Rồi chữ X, X là xác định, quách thấp bá đó. Xác định. Rồi chữ J này là động lực, là chắc có đá ha, lấy chữ J là động lực ha. Chứ lấy chữ D, nhiều cái nó trùng với cái chữ D hộ kiếp ở trên đó, thì ra mình lấy chữ bằng tiếng Bali luôn. J là động lực, chắc có đá. Rồi chữ N là na cảnh, đó là lầm bá đó. Rồi, như vậy là chúng ta có một số những cái chữ viết tắt để mà nói lên những cái loại tâm ha. À, bây giờ mình này mình phải thuộc nha, phải nhớ để mình đọc cái loại tâm mình biết ha. Rồi bây giờ trở lại cái loại tâm này nãy nè. À, chữ H là hậu kiếp. À, hậu kiếp thì mình không có tính nó vô loại tâm, bởi vì nó thuộc về tâm chủ, tức là nó hậu kiếp chưa gì hết á, chưa có cảnh gì hết ha. Thì lúc đó là hậu kiếp nó sanh diệt liên tục chứ. À, nó chưa có cảnh vô. Rồi bắt đầu tính từ số 1 là chữ V là 1 là hộ kiếp vừa qua. Hộ kiếp vừa qua. Copy là cái lộ trình tâm nãy để bỏ xuống tiền. À, số 1 là hộ kiếp vừa qua. Số 2 là hộ kiếp rung động, tức là khi hộ kiếp vừa qua, tức là cảnh vào rồi nó vô. À, ví dụ như cảnh sắc nó vô, là nó đụng vô cái lộ trình tâm. Thì ngay sát na đó kêu là hộ kiếp vừa qua. Rồi số 2 là hộ kiếp rung động, à, làm cho dòng tâm lên. Số 3 là hộ kiếp dứt dòng, là chữ D dứt dòng ha. Rồi tới đây gạch chéo cái đó, gạch chéo cái là cho biết là bắt đầu bước vô cái phần tâm khách. À, hộ kiếp vừa qua, kiếp rung động, kiếp dòng là thuộc về tâm chủ. À, thuộc về chủ chứ không phải là khách. Bắt đầu từ số 4 tới đi là tâm khách. À, là khách quan ngoài vô, tức là tâm ở ngoài, tâm khác ngoài ngoài cái hộ kiếp á, nhảy vô. À, số 4 là kháng ngũ môn bắt đầu sanh lên. À, số 4 là kháng ngũ môn. À, là tâm khách quan nhảy lên. À, số 5 là ngũ song thức hay là nhãn thức. Nếu cảnh sắc bây giờ mình lấy cảnh sắc làm cảnh chính ha, tức là lấy nhãn thức. Số 5 là nhãn thức. Rồi số 6 là tiếp thâu, là sắc na tiếp thâu sanh lên. Số 7 là quan sát. Số 8 là xác định. Từ số 9 tới số 15 là động lực, là chá ná. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tức là 7 sắc na. Từ 9 tới 15 là chá ná, là động lực ha. Rồi 16 tới 17 là na cảnh, là hai sắc na cuối là na cảnh, bởi vì đây là cảnh rất lớn, chót na cảnh. Mình học cảnh rất lớn, chót na cảnh có 17 sắc na tâm. Đúng chưa? Bởi vì nắm được chưa? Rồi khi mà bắt đầu có cái đối tượng nó vào thì cái hộ kiếp đầu tiên nó sanh lên là hộ kiếp nó bị rúng đỏ, bị dứt dở vừa qua. Hộ kiếp vừa qua cảnh sanh lên. Xong rồi nó bị rúng động hộ kiếp. Rồi xong tới số 3 là dứt dòng hộ kiếp. À, tức là dòng hộ kiếp cái sát na cuối cùng của cái tâm chủ bắt đầu chấm dứt, thì là tôi đặt cái tên là dứt dòng hộ kiếp. Rồi sau đó kháng ngũ môn sanh lên để hướng về cái cảnh sắc đó. À, thì lúc này kháng ngũ môn bắt đầu tâm khách nó sanh lên, kháng ngũ môn sanh hướng về cái đối tượng vào trong cái dòng kiểm soát của mắt đó. Thì kháng ngũ môn sanh lên, rồi tiếp đến là nhãn thức sanh lên, à, để mà bắt cảnh sắc. Rồi sau đó tiếp thâu sẽ lên là thâu nhận cảnh sát vô trong dòng tâm thức của mình. Rồi số 7 là quan sát cảnh sát đó. Số 8 là xác định. Số 9 tới số 15 là 7 cái động lực, 7 cái tâm, 7 sát na động tốc sẽ lên. Rồi sau đó hai cái năng cảnh sẽ lên, bởi vì cảnh rất lớn. Nó phải ảnh hưởng, cái dư hưởng của nó quá mạnh nên nó làm cho hai cái sát na cảnh cuối cùng là phải phát sanh.
để hưởng cảnh dư đó, cảnh dư mất đó. Từ từ chúng ta học vô mình sẽ thấy ha. Thì như vậy mình có những cái từ ngữ là mình để ý, chữ V, chữ R, chữ D đó, mấy cái đó mình phải để ý ha, để về sau mình học nó dễ hơn. Được chưa? Quý vị nắm được chưa? Alo, chép xong chưa? Những cái bước đầu này phải ghi cho kỹ ha, nhớ cho kỹ ha. Được chưa? Được chưa? Cho biết đi. Phải ha, chết kịp ha, xong ha. Rồi bắt đầu mình vô diễn hoạt lộ tâm hai chấm, diễn hoạt lộ tâm hai chấm. Diễn hoạt lộ tâm, rồi vô phần diễn hoạt lộ tâm nha. Lộ tâm hai chấm xuống dòng, gạch đầu dòng, sát na hai chấm, sát na hai chấm, có 14 tâm khách hai chấm, có 14 tâm khách, mở ngoặc không kể mà không kể ba sắc na hộ kiếp vừa qua rung động dứt dòng, đóng ngoặc lại, không kể ba sắc na hộ kiếp vừa qua rung động dứt dòng. Được chưa? Rồi thì ở đây người ta tính theo, tính thứ nhất là sát na thì có 14 tâm khách, thì cái gì đáp là có phải đúng không? Bỏ cái ba cái hộ kiếp vừa qua rung động dưới dòng không phải đó, bắt đầu từ tính từ cái số 4, tức là từ cái số 4, và kháng ngũ môn là 1 nè, ngủ song thức là 2, tiếp thâu là 3, quan sát là 4, xác định là 5, rồi 7 động tốc là 12, 2 na cảnh là 14. Thì như vậy mình có tất cả là 14 sát na tâm khách phát sanh trong cái lộ trình tâm cảnh rất lớn. Rồi tính sát na là cho chúng ta biết là mỗi sát na sanh lên như vậy, tính về tâm khách là nó có tất cả là 14 cái sát na. Được chưa? Có gì nắm được chưa? Rồi ok ha. Rồi xuống dòng chặn, chặn hai chấm, chặn hai chấm, hai chấm là giống như từng chặn xe buýt, xe buýt từng chặn, chặn ha, chặn hai chấm có 7, chặn hai chấm có 7. Cái ngũ môn là một ha, cán ngũ môn ghi ra ha, cán ngũ môn hai kỳ anh mới vào rồi, hai cái gì đó, Quyền Trang, hai Quyền Trang vô nãy giờ em ru ha, chặng một là cán ngũ môn, chặng thứ nhì là nhãn thức, nhãn thức đang lấy lộ nhãn làm đối tượng ha, nhãn thức thứ hai là nhãn thức.
ba, chặn thứ ba và tiếp thâu. Chặn thứ tư là quét. Chặn thứ năm là xác định. Chặn thứ sáu là động lực. Chặn thứ bảy là ma cảnh. Rồi, như vậy là tính theo chặn á, thì chúng ta có được 7 chặn. À, 7 chặn thay phiên nhau ha, kháng ngũ môn, nhãn thức, tiếp thâu, quan sát, xác định, động lực và ma cảnh. À, nó phát sanh trong một lộ trình tâm thì chúng ta có được là 7 chặn. Diễn tiến nó được phát sanh như vậy. Rồi, xuất hiện dòng. Thứ tâm khách hai chấm. Thứ tâm khách hai chấm. Thứ tâm khách có 46 tâm dục giới trừ 4 nội thức, đóng ngoặc lại. Có 46 tâm dục giới mở ngoặc trừ 4 nội thức, đóng ngoặc. Rồi, 46 tâm dục giới là những loại tâm nào? Quý vị kể thử coi. Alo. Mười sáu tâm dục giới, 12 bất thiện. Rồi tiếp, gì nữa? Hai bốn tịnh hảo. Rồi gì nữa? Là mới có 12 với 24 là nhiêu rồi? Mới có 36 à? Mười tâm vô nhân, đúng rồi. Trừ cái bốn cái đôi thức ra là 8, là còn lại 10. Tức là còn 10 tâm vô nhân. Vì như vậy những cái tâm khách phát sanh lên. À, cho chúng ta biết là 46 tâm dục giới. À, đúng rồi, từ nhãn ra đó, bút ngoài nhãn. Thì đây mình có được 46 tâm dục giới diễn tiến trong cái hoạt diễn hoạt lộ trình tâm thuộc về tâm khách phát sanh. À, chúng ta có được 46 tâm dục giới như vậy. Được chưa? Nắm được chưa? Từ nhĩ tỷ thiệt tăng, đúng rồi. Còn nếu mà lấy cái nhĩ thì mà bỏ từ nhãn tỷ thị thân, lấy cái nào bỏ cái đó ra, lấy cái nào thì bỏ mấy cái kia ra. Rồi, được ha. Rồi, nắm được chưa? Nắm được ha. Ok, rồi xuống dòng người hai chấm. Người hai chấm. Có 8 hạng người. Có 8 hạng người. Bốn phàm và bốn thánh quả. Bốn phàm và bốn thánh quả. Rồi, cái chỗ này hơi khó rồi nha. Tức là người mình học á, là có bao nhiêu hạng người quý vị? Kỳ trước học người có bao nhiêu hạng người? Alo. Mười hai hạng người, đúng rồi. Bây giờ bốn phàm là trong cái lộ tâm này mình đang học lộ tâm cảnh rất lớn thuộc về lộ ngũ môn, tức là học đang là học về lộ ngũ môn ha, tức là nhãn môn ha. Thì bây giờ đối với phàm nhân thì nhãn môn, lộ nhãn môn này có thể sanh khởi được hay không ạ? Alo. Được ha. À, thì cảnh sắc nó tới thì phạm nhân thì vẫn có nó sanh khởi như thường.
cảnh rất lớn này vẫn sanh khởi được đối với bốn hạng phàm nhân. Bốn thánh đạo có sanh được không? Bốn thánh đạo có sanh được không? Còn ai nữa không? Ai có ý kiến nữa không? Bốn thánh đạo có sanh được không? Không. Hà có, Kỳ Anh có, Nguyên Trang có. Vậy là ai nói không là người đó trúng. Nói không là trúng. Bởi vì đạo sanh, sắc là đạo sanh lên rồi nó qua quả liền, nó đâu có, nó đâu có ở yên đó để cho mình bắt cảnh. Bởi vì người đạo là nó tính ở một sắc na thôi, là bốn người đạo. Bốn người đạo không có tính được, không không có sanh được. Cho nên bởi vì sắc na đạo sanh lên rồi nó diệt mất, rồi bốn người đạo đâu còn, nó nhảy qua bốn người quả. Và là bốn thánh quả có, bốn và bốn thánh quả. Tức là khi đắc đạo đắc quả sau thì là gọi về ví dụ mình đắc tu đà quần, sau mình đắc đạo đắc quả liền thì mình thành bậc thánh tu đà quần, là thành bậc thánh quả. Thì sau đó thì cảnh sắc lên vậy đó, mình vẫn có thể thấy được, vẫn bắt được như thường. Tâm đạo thì đúng rồi, tâm đạo thì bắt cảnh với bạn lúc đó là nó một sắc na một thôi, một sắc na nó diệt mất liền á, sắc na đạo sanh lên, sanh lên sắc na quả sanh liền, thì người ta gọi là bốn cái sau đó là bốn thánh quả. Bốn bậc thánh quả thì bốn bậc thánh quả này có khả năng là biết được cảnh ngũ này, cảnh ngũ môn này, và phát sanh cảnh rất lớn vẫn có, vẫn có được như thường. Thì như vậy đối với người thì có tám hạng người là bốn phàm và bốn thánh quả. Có gì nắm được chưa? Alo, nắm được không cho biết đi. Hiểu rồi ha? Dễ ở không? Nó sơ sơ cái là hiểu hết liền, có gì đâu khó đó không? Mình hiểu cái bài đầu này mình học kỹ mình hiểu được ha, rồi qua những cái bài sau nó sẽ nhẹ nhàng hơn, mình sẽ hiểu nó dễ dàng hơn. Tiếp theo là cõi hai chấm. Cõi hai chấm. Đợi xíu nha, hình như điều nó bị té rồi. Cõi có chưa? Cõi ra hai chấm. Có 11 cõi dục giới. Cõi hai chấm. 11 cõi dục giới. Có 11 cõi dục giới. 11 cõi dục giới là cõi gì đâu? Alo, kể nghe coi. 11 cõi dục giới. Còn nhớ không hay là quên hết rồi? Hai cabin bao nhiêu rồi? Rồi đúng vậy, bốn cõi khổ và bảy cõi vui dục giới. Đó là bốn cõi khổ và là bảy cõi vui dục giới. Thì như vậy cõi thì biết về bắt được cảnh mà về là lộ ngũ môn, cảnh rất lớn. Thì nó chỉ nằm ở phạm vi 11 cõi dục giới này thôi. Đối với cảnh rất lớn nha, nhớ là mình đang học cảnh rất lớn nha, để không thôi nó lộn xộn ha. Là đối với cảnh rất lớn, nó đến, nó chỉ phát sanh với là 11 cõi dục giới này thôi. Nó không có trên cõi sắc giới, hay cõi vô sắc giới gì đó. Nó không có trên những cái cõi thiền. Bởi vì những cõi thiền, cảnh cõi thiền thì người ta đang thiền trên đó là nó do ly dục lẽ của hình pháp, người ta không có bị những cái cảnh rất lớn. Tâm người ta rất là yên tĩnh, không có bị những cái cảnh rất lớn chi phối, và do như vậy là nó không có na cảnh luôn, trên đó là không có na cảnh luôn. Bởi vì cảnh rất lớn thì nó phải có na cảnh, nhưng mà cõi sắc giới thì không có na cảnh. Cho nên chỉ có mặt trong 11 cõi dục giới đối với cảnh rất lớn và có na cảnh. Đó là lý do tại sao mà ở cõi thì chỉ có được 11 cõi dục giới thôi, là bốn cõi khổ và bảy cõi vui dục giới. Đó là cái vấn đề, là cái cảnh rất lớn được xếp vô chỉ có ở 11 cõi dục giới. Nắm được chưa? Alo.
ha. Rồi, ok, dễ ở ha, có gì đâu khó ha. Rồi, xuống dòng câu chuyện ví von về lộ tâm. Có câu chuyện ví von về lộ tâm này đi ha. Câu chuyện ví von về lộ tâm này. Cái lộ tâm có cảnh rất lớn, có là cảnh á. Câu chuyện ví von về lộ tâm này. Xuống dòng. Gạch đầu dòng ha. Nằm ngủ dưới gốc xoài. Tức là lời nói về cây xoài ha. Tức là một người nằm ngủ dưới gốc xoài. Nằm ngủ dưới gốc xoài. Hai chấm. Hổ kiếp. Nằm ngủ dưới gốc xoài. Hai chấm. Hổ kiếp. Xuống dòng. Trái xoài rụng. Hai chấm. Hổ kiếp vừa qua. Trái xoài rụng, hổ kiếp vừa qua. Xuống dòng. Bị âm thanh tác động, hai chấm. Hổ kiếp rung động. Bị âm thanh tác động, hổ kiếp rung động. Rồi. Giật mình thức giấc, ngồi dậy, hai chấm, hổ kiếp giết dòng. Giật mình thức giấc, ngồi dậy, hai chấm, hổ kiếp giết dòng. Rồi, tiếp đến là đưa mắt hướng về nơi có tiếng động, hai chấm. Kháng ngũ môn. Đưa mắt hướng về nơi có tiếng động, hai chấm. Kháng ngũ môn. Kháng ngũ môn. Nhìn thấy trái xoài, hai chấm. Nhãn thức. Nhìn thấy trái xoài, hai chấm, là nhãn thức. Bước đến nhặt, hai chấm, tiếp thầu. Bước đến nhặt, hai chấm, tiếp thầu. Xăm soi xem xét, hai chấm, là quan sát. Xăm soi xem xét, quan sát. Thấy xoài chín, hai chấm, là xác định. Thấy xoài chín, hai chấm, là xác định. Cạp trái xoài 7 miếng, hai chấm, 7 sắc na động lực. Cạp trái xoài 7 miếng, hai chấm, 7 sắc na động lực. Ăn xong còn chép miệng hai cái. Hai chấm, hai sắc na na cảnh. Ăn xong còn chép miệng hai cái. Hai sắc na na cảnh. Nằm xuống ngủ tiếp. Hộ kiếp cơ bản hiện khởi. Nằm xuống ngủ tiếp. Hộ kiếp cơ bản hiện khởi. Nằm xuống ngủ tiếp, hai chấm. Hộ kiếp cơ bản hiện khởi. Rồi, như vậy là cái câu chuyện này người ta dùng cái câu chuyện để người ta ví von về cái lộ trình tâm cảnh rất lớn nè, để cho chúng ta dễ nắm bắt ha. Tức là
Khi mà một người mà đang ngủ dưới gốc xoài, đang ngủ say sưa, thì lúc đó cái tâm người đó đang ở trong trạng thái gọi là hộ kiếp. Tức là cái một cái sát na tâm hộ kiếp sanh diệt liên tục như vậy đó. Giống như là mình thấy cái máy động đồ nó đều vậy hoài ha, nó dọc lên xuống đều đó. Thì lúc đó là gọi là hộ kiếp, đang ngủ say sưa. Thì cái trái xoài rớt xuống cái bụp, làm cho cái hộ kiếp bị cảnh sen vô, thì lúc đó được gọi là hộ kiếp vừa qua. Rồi cái âm thanh mà làm mạnh đó, âm thanh rất bụp mạnh, làm cho cái hộ kiếp nó bị rung động. Khi rung động xong, cái người giật mình dậy ngồi lên, thì cái lúc đó hộ kiếp nó bị đứt, đứt dòng hộ kiếp. Thì người này bắt đầu đưa mắt hướng về cái nơi mà cái tiếng động phát ra lớn vậy đó. Thì kháng ngũ môn sẽ lên là hướng về đó. Tập kháng ngũ môn hướng về cái chỗ mà có cái tiếng động đó. Thì giống như là vừa nhãn cảnh sắc, thì kháng ngũ môn xanh hướng về cái phía con mắt. Nhưng mà nhĩ thì kháng ngũ môn hướng về lỗ tai. Nếu mà tỷ thì kháng ngũ môn nó hướng về cái lỗ mũi. Nếu mà thiệt thì kháng ngũ môn nó hướng về cái lưỡi. Nếu thân thì kháng ngũ môn hướng về thân. Thì như vậy đưa mắt về nơi có tiếng động là thì kháng ngũ môn nó hướng vậy đó. Thì bắt đầu nhìn thấy trái xoài. Và lúc đó mà nhìn vô thấy đây ta nhìn thấy trái xoài, thì lúc đó nhãn thức của sanh lên. Ví dụ như nhãn thức sanh lên. Rồi bước đến nhặt cái trái xoài đó là giống như tiếp thâu vô. Tiếp thâu xong rồi mới xăm soi quan sát, cái đó là quan sát, cái đó lúc đó là sát na tâm quan sát. Rồi thấy trái xoài nó chín, đây trái xoài chín là thì xác định được đây là trái xoài chín. Xong rồi nó cạp 7 miếng, tức là ăn vậy đấy, thì lúc này là 7 sát na động lực nè. Thì cái động lực này là ngay lúc này là chúng ta phải hiểu chá bá ná là như thế nào thôi. Và khi mà xác định xong cảnh rồi thì bắt đầu nó mới thực hiện cái vấn đề là để thỏa mãn cái cảnh này. Là ăn 7 sát na tâm động lực này là trong ngày bình sự ngày dùng cái chữ là thực tức là ăn, dùng cái chữ thực để mà diễn đạt cái động lực này. Nhưng mà sau này ta dùng cái chữ đó là ví dụ động lực hay động tốc, thì để mà nói về cái 7 sát na này, ăn cái trái xoài nó vô, thì ăn đúng mẹ cắn được 7 miếng xong. Rồi ăn xong rồi cảnh ngon quá, cảnh lớn, còn chép miệng hai cái, tức là hai cái sắc na cảnh để hưởng lại cái cảnh dư của động lực này, cảnh dư tàn, cảnh dư sót, dư tàn của động lực này. Rồi ăn xong rồi hưởng hai cái sắc na cảnh xong rồi nằm xuống ngủ, trở lại hồi kiếp lại. Thì như vậy đó là cái câu chuyện để chúng ta thấy ví von về cái lộ trình tâm diễn tiến cảnh rất lớn nó phát sinh cho chúng ta thấy như vậy. Là cái câu chuyện như vậy không? Rồi, bây giờ nắm được không? Nắm được cho biết vậy. Ok ha. Rồi, xả thử ha. Rồi, chữ dòng ghi chú hai chấm. Ghi chú hai chấm. Dòng gạch đầu dòng kháng ngũ môn và ngũ song thức hai chấm, kháng ngũ môn và ngũ song thức hai chấm. Ngoài phận sự riêng còn có phận sự làm cho cảnh lõa, ngoài phận sự riêng còn có phận sự làm cho cảnh lộ rõ. Rồi, tiếng dòng gạch đầu dòng. Tiếp thâu, quan sát, kháng ngũ môn, hai chấm. Tiếp thâu, quan sát, kháng ngũ môn, hai chấm. Làm thêm công tác hoàn cảnh. Làm thêm công tác chỉnh cảnh. Rồi, xuống dòng, động lực, hai chấm, hưởng trọn cảnh. Lực, hai chấm, hưởng trọn cảnh. Rồi, xuống dòng, na cảnh,
hai chấm, hưởng cảnh dư sót của động lực, hưởng cảnh dư sót của động lực. Được chưa? Rồi xuống dòng, gạch vào dòng, chá ba ná động lực trong lộ ngũ môn, chá ba ná động lực trong lộ ngũ môn, hai chấm. Luôn là các tâm dục giới, luôn là các tâm dục giới. Mười hai tâm bất thiện, tám tâm đại thiện dục giới. Mười hai tâm bất thiện trước đi, mười hai tâm bất thiện. Tám tâm đại thiện dục giới tịnh hảo. Tám đại thiện dục giới tịnh hảo ha. Tám thiện dục giới rồi ha. Tám duy tác dục giới. Một ưng cúng vi tiếu. Một ưng cúng vi tiếu. Rồi, à, là cái chỗ ghi chú ha. Bây giờ chúng ta sẽ định bài lại ha. Về cái sắc na tâm kháng ngũ môn sanh lên đó, và cái ngũ song thức rồi đó, à, thì ở đây cho mình biết rằng nó là ngoài cái phận sự riêng, tức là phận sự làm việc của nó. Ví dụ như kháng ngũ môn, cái phận sự của nó, chính thức phận sự của nó là hướng về đối tượng, à, hướng về một trong năm môn và cảnh một trong năm môn. Thì cái phận sự của kháng ngũ môn là nó là như vậy, à, nó làm việc như vậy. À, ngoài ra nó còn cái phận sự là làm cho cái cảnh ở ngoài nó đi vô đó, nó được rõ ràng hơn, à, nó làm cho cảnh được hiển lộ ra, cảnh được rõ hơn. Và ngũ sân thức cũng vậy, à, khi cái ngũ môn nó đưa vào cảnh cho rõ hơn do vô ngũ sân thức, ngũ sân thức làm cho rõ nữa, à, để nó đi vào trong dòng tâm thức, càng lúc nó càng hiển lộ được rõ ràng hơn. Thì như vậy kháng ngũ môn, ngũ sân thức ngoài cái phận sự mà riêng biệt của nó đó, à, nó còn giúp thêm cái phận sự làm cho cái cảnh từ ngoài nó đi vô nó được càng lúc nó càng sáng rõ, à, nó càng rõ ràng ra. Thì như vậy đây là chúng ta cần phải để ý hai vấn đề này ha. Rồi tiếp đến là những cái sắc na tâm tiếp sau, tức là ngũ sân thức xong rồi nó tiếp sau rồi quan sát rồi kháng nghi môn, à, thì ba cái sắc na tâm liên tục sanh khởi này nè, nó làm thêm cái công tác là giúp cho cảnh được càng lúc càng được hoàn chỉnh hơn, càng được rõ rệt hơn, được sắc nét hơn. À, thì như vậy tiếp thâu quan sát và kháng ngũ môn nó làm thêm cái công tác là hoàn chỉnh cảnh, giúp cho cảnh được hiển lộ càng lúc càng nét hơn, càng rõ rệt hơn. À, thì như vậy chúng ta thấy là một cái cảnh mà nó đi vô trong tâm thức mình không phải là cứ đùng cái vô là thấy liền, à, mà nó phải từ từ nó là càng lúc nó càng rõ hơn do những cái sắc na tâm này nó hỗ trợ, nó giúp, nó làm cho hoàn chỉnh cảnh. À, mà khi hoàn chỉnh cảnh đến cái khác sát na kháng nghi môn là xác định cảnh được rõ rệt đó. Thì khi mà cảnh được rõ rệt đó, à, tốt xấu hay là lớn nhỏ đó, thì lúc đó động lực nó mới sẽ lên, nó hưởng trọn cái cảnh này, à, động lực sẽ lên lúc này là nó hưởng trọn cảnh này. Nếu là cảnh tốt, à, thì động lực này sẽ phát sinh là cái tâm tham để hưởng trọn cái cảnh tốt đó. Nếu cảnh xấu thì nó sẽ khởi lên tâm sân để nó hướng trọn cái cảnh xấu đó, để nó phát sinh cái lộ động tốc. Thì như vậy động lực này sanh khởi là một vấn đề mà gây cho chúng ta nhiều cái phiền toái về sau, chính vì do cái động lực này, à, nó tạo nghiệp mà ác cũng có, thiện cũng có, là do cái thằng động lực này. À, cho nên động lực là nhiệm vụ là hướng trọn cảnh từ những cái sắc na tâm kia. Rồi khi mà đối với cảnh rất lớn, cảnh mà lớn thật rõ thật mạnh, thì cái phải phát sanh hai là cảnh nữa, bởi vì cái trớn nó đi nó chưa có dứt được, cái cảnh nó mạnh quá, thì hai sát na tâm na cảnh này nó mới sanh lên để nó hướng lại cái cảnh dư tàn, cái cảnh dư sót, cái cảnh còn bị dư âm,
của cái động lực đó. Cho nên hai la cảnh này nó sẽ lên. Cũng giống như một người mà ví dụ một người mà đang chạy bộ đó, chạy thiệt nhanh, nó chạy tới cái mức xong rồi mới trước khi mà đứng là được á, là nó phải chạy thêm vài bước nữa nó mới đứng được. Nó phải chậm chậm lại vài bước chứ không phải đứng lại liền được. Thì như vậy như thế nào khi cái sắc na tâm động lực chặn ra bảy sắc na tâm thì tới hai thì phải có hai la cảnh nữa nó chậm chậm lại để nó cái gì nó cho cái tâm mình nó trở về cái trạng thái bình thường lại, nó mới dừng lại, nó vô hậu kiếp lại được. Vậy cho nên khi cảnh rất lớn là phải có hai cái la cảnh là như vậy, hướng là cảnh dư sót của cái động lực. Đó là cái vấn đề như vậy không. Rồi cái chá má ná động lực nè, trong cái lộ ngũ môn, tức là trong cái lộ ngũ môn nhớ không, tức là nhãn môn, nhĩ môn, tỷ môn, thiệt môn, thân môn, thì cái động lực trong lộ ngũ môn này luôn luôn phải là tâm dục giới. Nó nằm ở chỉ có mặt ở trong tâm dục giới thôi. Nó không có thể mà qua tâm sắc giới hay vô sắc giới được, hay là qua siêu thế được, bởi vì những cái ngũ môn này thuộc về cảnh dục. Nó chỉ có trong phạm vi dục giới. Thì động lực của cái tâm cảnh rất lớn có chót mót hay là có na cảnh này đó, là luôn là tâm dục giới. Tức là 12 tâm bất thiện làm phận sự là động tóc, làm phận sự là ở động tóc thôi nha, tức là động lực thôi. Tâm tham, tâm sân, tâm si á, thì nó chỉ sanh khởi ở cái bảy sắc na động, hoặc là tám tâm thiện dục giới, tâm thiện nha, tâm thiện dục giới, tâm quả, tám tâm đại thiện dục giới làm công việc là động lực. Rồi tám tâm duy tác dục giới cũng làm ở mà phần sự là động lực. Rồi ưng cúng quy tiếu cũng vậy, chỉ có một sắc na ưng, có một cái tâm ưng cúng quy tiếu làm công việc động lực ở cái tâm hữu nhân. Thì như vậy đối với cái động lực trong lộ ngũ môn thì có 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện và 8 tâm di tác cộng với lại ưng cúng vi tiếu làm cái công việc động lực trong lộ ngũ môn có thuộc về tâm dục giới. Cho nên chúng ta thấy và những cái trường hợp đặc biệt như vậy, những cái cảnh rất lớn như vậy nó không thể có mặt ở cõi sắc giới. Cõi vô sắc giới thì không có cảnh, nó vô sắc nào có cảnh, không có cảnh sắc này không. Cho nên ở cõi dục giới chỉ có trong cái lộ tâm cảnh rất lớn mà có cái na cảnh này. Cho nên 12 tâm bất thiện, 8 đại thiện, 8 di tác và cũng vi tiếu làm việc động lực trong cảnh rất lớn này. Bây giờ nó được chưa? Alo. Cõi sắc giới có chứ, nó có nhãn môn, nhĩ môn, nhưng mà nó không có cảnh rất lớn. Nên nhớ là mình có cái phần cảnh rất lớn nha, nó không có bị ầm lớn như cõi mình cõi dục giới. Nó có những cái cảnh rất lớn, cảnh mà dữ dội. Còn ở cái cõi sắc giới thì những cõi đó là ta ly dục lép phá lên đó, ta tu thiền đó, yên tĩnh, cảnh rất là yên tĩnh, không có những cái cảnh mà tà lao như cõi dục giới mình ha. Cho nên nó không có cảnh mà rất lớn, có na cảnh. Vì cõi thiền thì không có na cảnh, không có cảnh dư tàn dư sắc. Cho nên nó đặc biệt là như vậy, nó chỉ có mặt ở cõi dục giới mà thôi. Đây là chúng ta nên nhớ là cảnh rất lớn mình đang học nha, nhớ lặp lại nữa. Còn bắt đầu qua những cái cảnh lớn, cảnh nhỏ vậy đó, thì nó khác à, nó khác xa lắm. Cho nên cái lộ đường tâm là rất là để mà những cái đối tượng mà đi vô tâm mình nó có những cái khác biệt. Từ cái rất lớn rồi nhỏ, rất nhỏ, nó khác biệt nhau nhiều lắm. Đó là vấn đề mình thấy là có những cái như vậy ha. Rồi hỏi đi. Ok, rồi mời Hà lên ha. Hello, hỏi sao em ru không thấy mặt mày nữa trời. Hello, nghe chưa? Hà nghe không? Cô Hà có nghe không? Hello. Rất quýt hả? Rồi giờ cầm được không?
Rồi, giờ tay hàng rồi. Dạ, con không biết rất mít nào, con nói quá chừng. Dạ, dạ, con kính chào thầy và đạo tràng. Dạ, cho con hỏi là nếu mình theo câu suy nghĩ của con thì cái động lực, cái nguyên cái bảy sáng ra động lực là mấu chốt, then chốt để tạo nghiệp, và nó chỉ xảy ra trong cõi dục giới, cõi sắc giới, vô sắc giới không có, giống như thầy vừa mới giảng. Vậy thì trong cái bản niêu con thấy có cái tâm sở tác ý, thì ngay cái tâm sở tác ý nếu mà mình biết tác ý khôn khéo thì cái dòng động lực của mình thay đổi từ thiện bất thiện hoặc từ bất thiện qua thiện. À, con hiểu gì không biết có đúng không? Dạ con xin trao mic cho thầy. Ê, sao thử. Này đi qua cái vấn đề khác nữa nha. Hà hỏi nó nhảy qua vấn đề khác nữa. Bây giờ nên nhớ là mình đang học cái lộ tâm ngũ môn cảnh rất lớn. À, cái động lực này á, 12 bất thiện, 8 thiện, 8 di tác ưng của vị tiếu đó, thì cái động lực này nó có trong lộ ngũ môn, trong động lực ngũ môn là ở cảnh rất lớn nha. Những cảnh khác thì nó khác à, nên nhắc lại bây giờ mình đang học cảnh này nha, ở lộ ngũ môn. Chưa? Còn cái tác ý đó là ở một cái vấn đề khác, tác ý là thuộc về ngay chỗ lúc mà kháng ý môn á, cái lộ động tâm diễn tiến tới kháng ý môn xác định cảnh đó. Thì chỗ này mà nếu mình tác ý sai thì cái lộ động tác nó phát sinh, nó không khéo tác ý gì đó, thì nó là qua những đề khác nữa rồi. Khi mà ngay cái kháng ý môn đó mình cái sắc là tâm đó mình tác ý không khéo, thì kháng ý môn này nó sẽ xác định cảnh là theo cái tà kiến hay đây gì đó, thì nó phát sinh cái lộ động tác sao đó là bất thiện hay là thiện, như thế nào đó là tính sao. Cái đó giờ mình đi qua một vấn đề khác nữa, đó thuộc về tâm sở. Thì như vậy bây giờ mình đang học, nhớ lại lặp lại nữa quý vị, tiêu ghi rõ lên cảnh rất lớn, lộ ngũ môn cảnh rất lớn. Nên đang học cái lộ này nha, làm nhảy lum cái nó loạn cái bài mình không có nắm được ha. À, mình đang học cái này, lộ ngũ môn cảnh rất lớn, đúng chưa quý vị? Nhớ cái chủ đề mình đang học nha, để mình nhảy nó xa quá nó lạc cái bài học mình luôn, mình không hiểu được vấn đề rồi hiểu lộn nữa. Nó có những cái khác biệt rồi, nắm được chưa? Alo, nào triều nó mất tay bài thư ký đâu im ru rồi. rồi bây giờ mình đi tiếp ha, tiếp thêm phần nữa và nhờ cho nó xong cái phần này là tuần tới mình học tiếp. Xuống dòng lực của bảy sắc na động tốc, hai chấm, lực của bảy sắc na động tốc. Lực của bảy sắc na động tốc. Rồi xuống dòng cháu quá ná, cháu bánh á, hai chấm, cháu bánh á, hai chấm. Rồi, cháu bánh á là căn từ chữ chú này ha, căn từ chữ chú, căn từ chữ chú, nghĩa là chạy nhanh, động lực, động tốc, chạy nhanh, động lực, động tốc. Chạy nhanh, động lực, động tốc. À, thì là ý nghĩa của cái chữ chấm ná là như vậy, là chạy nhanh, nó động lực, động tốc, người ta dịch ra như vậy. Nhưng mà nếu mình học thời gian mình chỉ cần nói chấm ná mình hiểu được rõ ràng hơn. Nhiều khi qua cái tiếng Việt là mình dịch nó cũng làm cho mình cũng phiền lắm ấy. Rồi chấm ná này có nghĩa là tiềm ẩn sức mạnh, dòng gạch đầu dòng, tiềm ẩn sức mạnh và lưu giữ hạt giống nghiệp, và lưu giữ hạt giống nghiệp. Tiềm ẩn sức mạnh và lưu giữ hạt giống nghiệp. Vì chắc cầm má là hạt giống nghiệp á, vì chắc cầm má hạt giống nghiệp á,
Tức là cái chavana này nó có một cái tiềm ẩn về sức mạnh của nó. Trong lúc đó nó giữ lại được, nó lưu giữ lại những hạt giống thuộc về nghiệp. Nếu mà thiện thì nó lưu giữ hạt giống nghiệp thiện. Nếu mà bất thiện nó sẽ lưu giữ những hạt giống bất thiện. Thành ra cái chavana này rất là quan trọng, rất là nguy hiểm. Rồi, được chưa? Có gì ghi xong chưa? Rồi ha, kìa ha. Rồi, xuống dòng đánh cái bông ở đầu dòng. Sát na một, hai chấm. Tức là cái cháu na lực lực của bảy sát na đẩm tóc ha. Giờ xuống dòng sát na thứ nhất. Tức là sát na một, hai chấm. Yếu nhất. À, sát na một, hai chấm ha. Thì nó lưu giữ trong tâm chứ đâu tàn ẩn nó tàn nó giống như là nó kêu pháp tùy nguyên pháp trong tâm đâu có tâm quả được chứ nó động tóc mà sao tâm quả được. Bây giờ đọc tiếp nè, học tiếp nè, sao thấy nè, sát na thứ nhất yếu nhất vì sanh đầu, sát na thứ nhất yếu nhất vì sanh đầu tiên và không có sự hỗ trợ, và không có sự hỗ trợ của các sát na đồng loại, và không có sự hỗ trợ của các sát na đồng loại. Và chỉ cho quả ngay trong kiếp hiện tại, và chỉ cho quả ngay trong kiếp hiện tại, nếu không thì hết. Phải nếu không thì hết phải tức hiện báo nghiệp, tức là hiện báo nghiệp. À, tức là ngay cái sát na thứ nhất này nó lưu giữ hạt giống nghiệp nè, tức là nó là thuộc về sát na thứ nhất, là nó thắt sát na đầu tiên sanh khởi, nó chỉ có cho quả ngay trong kiếp hiện tại này thôi, nếu không thì cái lưu giữ hạt giống nghiệp này nó hết, nó không còn có sức mà cho quả nữa. À, thì như vậy được gọi là hiện báo nghiệp, tức là cho nghiệp ngay trong cái đời sống hiện tại này. À, bởi vì sao nó là sát na thứ nhất mà là chỉ cho trong hiện tại, bởi vì nó chỉ sanh lên lần đầu tiên, nó sanh lên giống như em bé đầu tiên mới sanh ra thì rất là yếu, rất non nớt ha. À, cho nên cái sát na đầu tiên nó sanh lên nó không có được một cái sự hỗ trợ nào khác của những cái sát na đồng chủng với nó, đồng loại đồng chủng với nó. À, và do chính vì cái điều đó, cái sát na động tóc thứ nhất nó chỉ có khả năng nó lưu giữ hạt giống nghiệp trong đó đó, tức là trong đó nó sanh lên nó có những cái chủng tử để nó cho ra cái quả. À, nếu mà nó cho quả ngay trong cái hiện tại á, thì nó phát sanh lên trong kiếp sống này. À, ví dụ như mà mình nhất là những cái nghiệp mà ví dụ như mà giết cha giết mẹ này là kia nọ, thì nếu mà có thể là cho quả ngay trong hiện tại này, hoặc là mình giết người động cướp có thể cho quả ngay trong hiện tại này, thì khi nó cho như vậy đó, thì được gọi là hiện báo nghiệp. Còn nếu nó không cho thôi là hết. À, nó không còn cái sức sống của cái hạt giống này nữa, và nó bị tiêu hủy luôn. À, nó chỉ là cho hiện báo nghiệp thôi. À, là sát na thứ nhất. Sát na thứ nhất bây giờ tại động tóc này có 7 sát na rồi nha. Bây giờ mình mới nói cái sát na thứ nhất nè. Rồi xuống dòng sát na thứ 7, 200. Sát na thứ 7, 200. Yếu thứ hai vì sắp cận kề sự diệt. Yếu thứ hai vì sắp cận kề sự diệt. Và chỉ cho quả trong kiếp kế tới.
và chỉ cho quả trong kiếp kế tới. Tức sanh báo nghiệp, tức là sanh báo nghiệp. À, tức là sát na thứ bảy, tức là sát na thứ nhất, cái gì mà từ năm sáu thứ bảy, thì tới cái sát na thứ bảy này đó, nó là sát na loại yếu thứ nhì, tức là nó là loại, cũng là loại yếu, bởi vì nó sắp sửa tàn rồi, nó sắp sửa tiêu. À, cái lộ động tóc này, sát na thứ bảy là nó sắp đi sự diệt luôn của động tóc. À, cho nên sát na này nó cận kề với cái sự diệt, cận kề với cái sự chấm dứt. Và như vậy nó chỉ có khả năng, cái nghiệp nó chỉ có khả năng cho quả trong kiếp kế tới. À, thì ví dụ như giờ mình làm việc đó, thì cái sát na của thứ bảy này đó, à, nó có khả năng nó cho quả trong cái kiếp sau. À, kiếp sau mình sanh lại thì những cái gì mà nó phát sanh cho quả đó, thì nó do thằng nghiệp này, thằng nghiệp của sát na thứ bảy này, nó lưu giữ nghiệp nó cho trong cái kiếp sống kế tới, thì được gọi là sanh báo nghiệp, tức là sanh trong kiếp sống kế tới. Thì như vậy sát na thứ nhất nếu nó không cho quả thì coi như chấm dứt, nhưng mà sát na thứ bảy nó sẽ cho cái quả trong kiếp kế tới, chứ không phải xù được đâu. Chỉ xù kiếp này thôi mà kiếp tới nó cho. À, thì sát na thứ bảy nó sẽ cho cái kiếp kế tới. À, kiếp kế tới nó sẽ cho những cái quả gì đó là mình trong kiếp kế tới. À, nếu nó không cho đó, kiếp tới nó không cho thì cũng xù luôn. Kiếp xù được cái này rồi. Xuống dòng sát na thứ hai đến thứ sáu, hai chấm. Sát na thứ hai đến thứ sáu, hai chấm. Riêng sát na thứ tư là mạnh nhất. Riêng sát na thứ tư là mạnh nhất. Vì ở giai đoạn cực thịnh. Vì ở giai đoạn cực thịnh. Và là sát na quyền. Và sát na quyền, chữ quyền ghi hoa. Và là sát na quyền. Vì ở giai đoạn cực thịnh và là sát na quyền. Phải nghe không? Năm sát na này, năm sát na này cho quả bất định ngày giờ. Năm sát na này cho quả bất định ngày giờ. Kể từ kiếp thứ hai về sau. Năm sát na này cho quả bất định ngày giờ kể từ kiếp thứ hai về sau. Cho đến khi niết bàn. Phải, tức hậu báo nghiệp. Cho đến khi niết bàn, tức hậu báo nghiệp. À, tức là bây giờ cái thứ nhất nó không trổ xù, thứ bảy không trổ xù, nhưng mà còn thứ hai tới thứ sáu hay gì, còn sắc nào thứ hai đến sắc nào thứ sáu, sắc nào thứ tư ta cho mình biết là nó sắc nào đó là giai đoạn lên, giống như là tới chín mùi, nó là một hai ba bốn rồi chín mùi, rồi xuống lại năm sáu bảy, thì sắc nào thứ tư mà cho là nó mạnh nhất, giai đoạn cực thịnh nhất, được gọi là sắc nào quyền đó ha. À, rồi năm cái sát na này, năm cái sát na ác ôn này nó cho bất định ngày giờ, kể từ cái kiếp thứ hai nữa về sau, tức là kiếp này rồi kiếp sau dài, nếu mình còn luân hồi thì nó sẽ cho bất cứ lúc nào. À, nó cho bất cứ lúc nào, một lần, hai lần, mười lần, trăm lần, trăm kiếp, bây giờ nó có thể cho hoài, nó cho bất cứ lúc nào, cho đến khi nào nó không còn khả năng cho quả thôi. À, cho nên năm cái sát na này nó cho quả bất định, không là khi nào. À, từ kể từ kiếp hai thứ hai về sau dài, nếu mình có tu tập, mình chứng đắc được đạo quả, sau mình nhập niết bàn thì coi như là chấm dứt và xù.
khi nào mình nhập niết bàn thì mình mới xù được. Đây được gọi là hậu báo nghiệp. Cho nên từ kiếp thứ hai trở về sau, nếu chúng ta không tu thì chúng ta cứ trả liều điều 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 ha, trả hoài cho tới khi nào mà đắc đạo mới hết rồi, còn không là thôi, là vô phương thiên thu mà. Thiên thu mịt mù sương khói. Đúng rồi, vô dư niết bàn là xù hết. Mà muốn vô dư niết bàn là phải trả giá đắt lắm. Bước đường niết bàn là cái gì phải trả giá đắt lắm. Trước tiên là phải ly dục, ly ác, bất thiện pháp, ly đủ thứ ly, ly chén dĩa gì là phải ly hết. Còn không thì thôi, cứ trả đều đều ha, trả biết ha. Cho nên cái cuộc sống của chúng ta là khó biết được lắm. Lúc thì vui, lúc thì buồn, lúc sung sướng, lúc đau khổ, nó phát sinh liên tục hết kiếp này tới kiếp khác. Cho nên chính vì cái chỗ này là Đức Phật Ngài mới thấy là những cái tiềm ẩn, những cái sự lưu giữ của những hạt giống nghiệp này, nó cho chúng sanh đau khổ này kia, nó phát sinh đủ thứ luân hồi, đâm ra Ngài kinh hoàng những cái cảnh này. Ngài tìm con đường giải thoát để cho chúng ta thoát. Nhưng mà giờ muốn thoát thì mình chỉ có việc tự mình tu mà mới thoát, còn không thì Đức Phật cũng bó tay luôn. Bởi vì những cái sát na tâm này nó sẽ cho quả theo cái định luật của nó, là định luật nhân quả. Mình không thể nào mà chạy khỏi nó được. Cho nên giờ tu cho lẹ lên đó. Mình cố gắng mình làm thiện càng nhiều thì những cái nghiệp bất thiện đó, nó không theo kịp. Có cách đó là chúng ta hành thiện nhiều vô thì những cái nghiệp bất thiện có thể là nó không theo kịp nó cho quả. Nó những hạt giống nó theo, những cái chủng tử đó, ác nghiệp thì đó nó theo. Nhưng mà do thiện nghiệp mình mạnh đó, nó chọn được, mình chạy trước đó mà mình không cho nó xen vô, hy vọng mỏng manh đó, là ánh sáng cuối đường hầm đó. Hy vọng mỏng manh xù nó được. Nhưng mà khó bây giờ nói vậy, không phải chuyện đùa này, ghê lắm. Đó giống như là mình đấu với lại kẻ vô hình thôi. Bây giờ nội virus không, mình đấu không lại này. Đừng nói gì tới hạt giống vào chủng tử của nghiệp, những cái mà ẩn tàng bên trong kinh khiếp đó. Nó theo mình, nó theo như bóng như hình, nó theo hoài đó. Rất là ghê. Mình hiểu được cái này mình mới thấy rằng những cái câu kinh Đức Phật dạy cho mình thấy rất là dễ sợ đó. Chính vì do những cái sát na này là mưa là gió nó vậy chứ mà. Đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải được biết như vậy. Rồi hôm nay mình học tới đây ha, học tới đây tạm ngưng tới đây, từ từ tuần sau học tiếp. Tuần sau học tới đi vô cái phần tâm na cảnh, điều nhắc nha, tuần sau vô cái na cảnh, học về tâm na cảnh. Rồi quý vị nắm được hết không? Hiểu hết chưa? Nắm được không? Alo. Được hết không? Rồi do phước báo mà hôm nay chúng ta học cái lộ trình tâm này, nguyện cầu cho tất cả chúng ta luôn được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chánh trí đồng đều nhau cả thấy. Pavutusap mamangalangrakhan tusap pade vata sap bhatamma nupave nasara swati pavantute. Rồi, mời MC lên đọc kinh hồi hướng nha. Xin mời cả lớp đọc hồi hướng sau khi nghe pháp. Bhatida Naga Ya Devata Sati Vina Rava Sidi Ute Kare Bodhi Kare Tahi Tahi Ta Thamma Dhani Pavva Tupu Chita Sotikarante Tavihna Ramandale Te Raja Chamatya Tawaka Chaitikavu Saravika Dhanapati Upasaka Gama Chadesa Igama Chaitsara
sapa na phu ta sukita pa wan tu te cha la pu cha ye bi cha ada sam pa wa sam se da cha ta a tha wo pa pa ti ka ni ya ni ka thamma wa la pa ti cha te sabbe di dukkha thakkaron tu sang tha yang ta tu chi rang sat tang thammo amma cha la cha bukkha la sangko ho tu cha mak go wa akatha ya cha hi ta ya cha amme rakkha tu sat thammo sabbe di thamma cha riyo putri sampa pu nei ya ธรรมมาริยปะเวอิเตยังปิจิโกสระกัมมังกัตตังกิริยังมะมะคายะนะวาจามะนะสาติระเสริสุวะตังตะกะตังเยสัตตะสันนิโนอัตติเยจะสัตตะอาคันนิโนกะตังปุญญะภาลัง ในทางสัตเตปาริตวันตุเตเยตังกตังสุมิติตังอีนังปุญญะภาลังมายาเยจะตัตถะจานันติเยวายังกอนิเยได้ยินสัมเปโลกานิเยสัตตาจีวันตาหาระเอตุกะมโนยังโปจะนัง สัพเพลัพพะตุมามะเจตัสสะอินังวัตถะเมดานังอาสวัคคะยาวะโหตุอาระเตอิดังโนยะอิดังโหตุสุขิตาอุตุยะตะโยอิดังโนยะอิดังโหตุสุขิตาอุตุยะตะโย ติยังโหติสุขิตาโหตุนะตะวิสังโฆสังโฆ